Hôm qua ngày 11 tháng 8, Công an xã Long Đức, thành phố Trà Vinh cho biết đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Chủ tịch Quỹ ban nhân thành phố Trà Vinh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thị Diễm T, 37 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa, Lê Minh B, 46 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, Nguyễn Văn C, 52 tuổi và Kha Tâm H, 46 tuổi, ngụ cùng phường 1, thành phố Trà Vinh về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh mỗi trường hợp bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng. Riêng đối tượng Trần Thị Diễm Tê bị xử phạt 20 triệu đồng vì có hành vi tổ chức tụ tập đông người. Theo công an xã Long Đức, trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 10 tháng 8, qua nắm tình hình, lực lượng công an xã phối hợp với quân sự tiến hành kiểm tra nhà bà Trần Thị Diễm Tê thì phát hiện 4 đương sự trên đang tụ tập nên tiến hành lập biên bản. Qua làm việc, bà Tê khai nhận có rủ các đối tượng trên đến ăn hủ tiếu xào. Tại thời điểm kiểm tra, các đương sự đều thừa nhận hành vi vi phạm về quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh. Được biết, trước đó, Công an xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đã từng đến nhà bà Trần Thị Diễm Tê nhắc nhở về hành vi tụ tập đông người và yêu cầu giải tán để thực hiện kim quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh.